Bệnh viện quốc tế Phương Châu vừa phối hợp cùng công ty Olympus Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn trang thiết bị y tế Anh Khoa tổ chức hội thảo những tiến bộ trong nội soi siêu âm và nội soi mật tụy ngược dòng. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về nội soi tiêu hóa tại Việt Nam và quốc tế cùng hơn 100 đại biểu khách mời là các bác sĩ chuyên khoa. Nội soi siêu âm và nội soi mật tụy ngược dòng là hai kỹ thuật khó và phức tạp trong nội soi tiêu hóa, ứng dụng hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý ở vùng gan, mật tụy. Theo đó, nội soi siêu âm là thành tựu nổi bật trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa với những ưu điểm và hiệu quả vượt trội trong chẩn đoán và can thiệp các bệnh lý gan, mật tụy. Còn nội soi mật tụy ngược dòng là chỉ định can thiệp đầu tay cho một số bệnh lý về sỏi đường mật, nhiễm trùng đường mật. Hội thảo nhằm mang đến những cập nhật mới nhất về nội soi siêu âm và nội soi mật tụy ngược dòng, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hành lâm sàng, các trường hợp điều trị khó giúp tăng tỷ lệ thành công, giảm tai biến trong điều trị. Trong thời gian qua, cùng với những thành tựu về chẩn đoán và điều trị ung thư sớm, Trung tâm Nội soi Phẫu thuật, Nội soi Tiêu hóa Phương Châu cũng đã thực hiện thành công rất nhiều trường hợp bệnh lý dùng gan mật tụy bằng phương pháp nội soi mật tụy ngược dòng. Việc kết hợp ứng dụng của nội soi siêu âm và nội soi mật tụy ngược dòng sẽ giúp các bác sĩ có được các công cụ hữu hiệu giúp chẩn đoán, can thiệp các bệnh lý dùng gan, mật tụy một cách chính xác và hiệu quả nhất.